Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi bản tin thời sự tổng hợp của truyền hình Thông tấn. Và như thường lệ là phần điểm các thông tin chính có trong chương trình. Sáng nay, phiên họp thứ 3 Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục làm việc dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng. Các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội nghe và thảo luận về báo cáo tổng kết dự án trồng mới 5 triệu hectare rừng. Nước lũ chảy xiết tiếp tục gây ách tắc khu vực cầu sông Cô, huyện miền núi Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên. Trước thực tế của thị trường bất động sản, thiếu căn hộ giá trung bình và thấp, trong khi nhu cầu nhà ở của người dân là rất cao. Mới đây, Bộ Xây dựng đã đề xuất với Chính phủ một số giải pháp quản lý thị trường bất động sản lành mạnh. Trong đó đáng chú ý là đề nghị cho phép xây dựng các căn hộ với diện tích nhỏ hơn. Một đảng trong liên minh cầm quyền của Slovakia đã phản đối tăng quy mô quỹ cứu trợ Eurozone, tức quỹ bình ổn tài chính châu Âu. Động thái này có thể ràng buộc Thủ tướng Slovakia phải tìm kiếm sự ủng hộ từ phe đối lập đối với gói cứu trợ khu vực đồng tiền chung Euro. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã chấp nhận tham dự cuộc gặp với các nhà lãnh đạo của Palestine theo đề xuất của Liên minh châu Âu-EU. Hôm nay, phiên họp thứ 3 Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục làm việc dưới sự chủ tọa của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng. Buổi sáng, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội nghe và thảo luận về báo cáo tổng kết dự án trồng mới 5 triệu hecta rừng. Dự án trồng mới 5 triệu hecta rừng có thời gian thực hiện dài hơn 13 năm, phạm vi thực hiện dự án rộng, trải khắp 61 tỉnh thành trong cả nước. Dự án đã tạo sự chuyển biến lớn trong nhận thức của các cấp, ngành và người dân về công tác bảo vệ phát triển rừng. Độ che phủ của rừng tăng dần qua các năm, từ 32% năm 1998 lên 39,5% năm 2010. Dự án cũng đã bước đầu hình thành vùng nguyên liệu cho phát triển công nghiệp chế biến gỗ và lâm sản, góp phần xóa đói giảm nghèo. Thảo luận tại phiên họp, các ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tập trung thảo luận về những kết quả và bất cập trong triển khai dự án. Một số ý kiến phân tích hạn chế trong công tác lập quy hoạch, quản lý thực hiện quy hoạch đất lâm nghiệp và quy hoạch ba loại rừng còn chậm, việc giao đất giao rừng chậm tiến độ, người dân làm nghề rừng thu nhập còn thấp. Việc cho thuê đất lâm nghiệp đối với nhà đầu tư nước ngoài còn nhiều bất cập, khả năng cung cấp gỗ của rừng chưa cao cũng là những ý kiến được đưa ra phân tích thảo luận. Qua đó, các đại biểu đưa ra một số kiến nghị, đề xuất về cơ chế, phương án, góp phần nâng cao hơn nữa hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia về bảo vệ phát triển rừng. Chiều nay, phiên họp thứ 3 Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về luật phòng chống rửa tiền và dự án luật bảo hiểm tiền gửi. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về sự kiện này tới quý vị và các bạn trong các bản tin đầu giờ của truyền hình Thông tấn. Chuyển sang một số thông tin khác. Do ảnh hưởng của mưa lũ, đến sáng hôm nay, khu vực cầu sông Cô thuộc huyện miền núi Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên vẫn chưa đi lại được do nước lũ từ thượng nguồn đổ về gây ách tắc. Trước đó, vào chiều ngày 9 đến ngày 10 tháng 10, trên địa bàn huyện Đồng Xuân có mưa lớn. Nước lũ từ thượng nguồn đổ về dồn dập, gây chia cắt nhiều vùng, trong đó nghiêm trọng nhất là khu vực cầu sông Cô. Tại đây, một chiếc xe tải chở khoảng 20 tấn tinh bột sắn từ nhà máy tinh bột sắn Đồng Xuân khi đi qua tuyến đường tránh để xây dựng cầu sông Cô bị sụp hố nước, gây ách tắc giao thông hai bên cầu. Nguyên nhân chính là tiến độ xây dựng cầu sông Cô quá chậm. Theo kế hoạch, cầu sông Cô dài gần 49 mét, phải thông xe kỹ thuật vào tháng 9 năm nay để đảm bảo vượt lũ cũng như an toàn giao thông. Nhưng đến nay mới chỉ hoàn thành 2/3 khối lượng công việc. Do nước chảy xiết nên hai bên cầu bị sạt lở khá nghiêm trọng, tạo những hầm ếch. Sáng hôm nay, nước bắt đầu rút nhưng vẫn chảy xiết khá mạnh nên ô tô vẫn không qua lại được. Hàng chục xe tải chở sắn không thể vận chuyển nguyên liệu cho nhà máy tinh bột sắn Đồng Xuân. Trước thực tế của thị trường bất động sản thiếu căn hộ giá trung bình và thấp, trong khi nhu cầu nhà ở của người dân là rất cao, mới đây Bộ Xây dựng đã đề xuất với Chính phủ một số giải pháp quản lý thị trường bất động sản lành mạnh, trong đó đáng chú ý là đề xuất cho phép xây dựng các căn hộ với diện tích nhỏ hơn. Theo quy định đối với nhà ở thương mại, diện tích tối thiểu đối với mỗi căn hộ là 45m² một căn. Chỉ có nhà ở xã hội thì doanh nghiệp mới được xây dựng loại căn hộ 30m². Tuy nhiên, đối tượng mua nhà ở xã hội lại giới hạn trong phạm vi cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang, người thu nhập thấp nằm trong chuẩn quy định, dẫn đến một bộ phận người dân không thuộc diện quy định trên sẽ không được mua nhà. Rất nhiều người đang phải ở trong các căn nhà, phòng trọ ổ chuột, diện tích từ 15 đến 20m². Trước thực tế trên, nhiều ý kiến cho rằng quy định diện tích căn hộ cần phải linh hoạt hơn và nên lấy tiêu chí vệ sinh thay cho tiêu chí diện tích trong quy định về nhà ở. Ở nước ta, điều kiện kinh tế này thì thừa nhận rằng là dưới 7m² đầu người là không hợp vệ sinh. Thế thì chỉ làm sao mà khống chế người ta vào ở. Bây giờ căn hộ
60 m², nhưng mà 10 người ở thì cũng không hợp vệ sinh, chứ không phải 60 m² mà đã là tốt. Thế nhưng mà là căn hộ 2 m² mà chỉ có 2 người ở hay 1 người ở thì vẫn hợp vệ sinh. Căn hộ khép kín, có nhà vệ sinh riêng, diện tích tối thiểu 30 m² sẽ giúp người dân sở hữu căn hộ phù hợp với túi tiền của mình. Bên cạnh đó, nhà nước có thể thực hiện được mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội, giải tỏa dần các căn hộ phòng trọ ổ chuột. Trong tờ trình gửi Chính phủ, Bộ Xây dựng đề nghị ưu tiên phát triển các dự án nhà ở có diện tích trung bình từ 70 đến 90 m² và diện tích nhỏ dưới 70 m², cho phép các doanh nghiệp thiết kế các sản phẩm nhà ở nhỏ hơn với số lượng nhiều hơn trong từng dự án. Quy mô thì nó có thể nhỏ. Sau này khi người dân giàu lên thì tự người ta sẽ sắp xếp, mua bán, trao đổi với nhau để là nối thông 2-3 căn hộ nhỏ thành một căn hộ lớn khi mà điều kiện kinh tế cho phép. Thì cái này hoàn toàn chúng ta có thể vẫn hội nhập được với xu hướng phát triển tiên tiến của thế giới, đồng thời lại phù hợp với lại cái trình độ phát triển kinh tế cũng như mức thu nhập của người dân. Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng việc giảm diện tích căn hộ có thể là lời giải cho thị trường bất động sản, nhưng chưa hẳn là lời giải cho bài toán quy hoạch đô thị. Căn hộ nhỏ thì như vậy thì trên một cái công trình, ví dụ như là một chung cư, thì cái mật độ dân nó sẽ tăng, tức là bởi vì số lượng căn hộ nó sẽ tăng. Và như vậy thì áp lực ngược lại cho hạ tầng xã hội và cũng như hạ tầng cơ sở đối với cái hệ thống, đặc biệt là các cái công trình dự án ở trong trung tâm, nó trở thành là một câu chuyện, là một đề tài mới và nó ảnh hưởng rất nhiều vấn đề khác liên quan. Để căn hộ nhỏ không trở thành áp lực cho công tác quy hoạch và quản lý đô thị, các chuyên gia cho rằng cần có sự đầu tư tương xứng về hạ tầng cơ sở và hạ tầng xã hội. Bên cạnh đó, các chủ đầu tư phải đảm bảo các tiêu chuẩn quy định. Căn hộ nhỏ đi, song chất lượng vẫn phải đảm bảo. Mặc dù có lợi thế là cửa ngõ thủ đô, nhưng việc thu hút đầu tư vào địa bàn tỉnh Hòa Bình còn gặp rất nhiều khó khăn, dẫn đến việc các nhà kinh doanh còn e dè, thận trọng khi đưa ra quyết định đầu tư. Trong năm 2010, tỉnh đứng trong top cuối bảng xếp hạng năng lực cạnh tranh cấp tỉnh đã cho thấy rõ điều đó. Trước tình trạng này, tỉnh Hòa Bình đã đẩy mạnh cải cách hành chính, coi đây là con đường ngắn nhất để thu hút đầu tư và phát triển kinh tế xã hội của toàn tỉnh. Trong một thời gian ngắn, lãnh đạo tỉnh Hòa Bình đã ban hành nhiều cơ chế chính sách ưu đãi, trong đó đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhà đầu tư. Tỉnh chủ động đề ra những giải pháp kích cầu đảm bảo an sinh xã hội. Chính nhờ vậy, đến nay trên địa bàn tỉnh đã có 343 dự án đầu tư trong và ngoài nước, trong đó có 18 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài với số vốn đăng ký là 113,14 triệu đô la Mỹ. Mặc dù các dự án FDI đầu tư vào tỉnh chưa nhiều, song đã có những đóng góp đáng kể vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Tỉnh đã triển khai và đã hoàn thành cái việc sửa, thay đổi, thay thế cái quyết định 03. Là khuyến khích ưu đãi đầu tư của tỉnh. Thứ nhất là về văn bản pháp lý, thì thứ nhất là sẽ thay đổi cái văn bản đó. Đã hiện nay đã cái quyết định đó đã được chủ tịch ủy ban tỉnh đã ký ban hành. Cái thứ hai nữa là chủ tịch tỉnh đã ký một cái quyết định số 16 về việc là quy định về cái sự phối kết hợp của các cấp các ngành trong cái việc là tháo gỡ những khó khăn, rồi giúp cho các doanh nghiệp, cho các nhà đầu tư và cho người dân trong các hoạt động đến các cơ quan của nhà nước. Đây là về văn bản pháp lý, hay nói cách khác là cải cách hành chính, thì trước hết là nó có cái văn bản pháp lý. Cùng với đó, Hòa Bình cũng đã được Thủ tướng Chính phủ cấp phép mở rộng khu công nghiệp Lương Sơn với diện tích 230 ha và phê duyệt bổ sung 7 khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh vào quy hoạch phát triển các khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2020. Tỉnh cũng đã quy hoạch xây dựng 17 cụm công nghiệp để thu hút đầu tư. Hệ thống cung cấp điện nước ngân hàng và dịch vụ bưu chính viễn thông cũng được đầu tư tới các địa phương, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn tỉnh. Nhờ vậy, năm 2011 đã có nhiều công ty doanh nghiệp xin đầu tư công bố quy hoạch trên địa bàn tỉnh. Chúng tôi thấy là các cấp, các ngành, rồi thì từ nhân dân, tiểu khu, rồi thì nhân dân các xóm và đặc biệt là các cơ quan tham mưu, trong công tác tham mưu cho tỉnh về phê duyệt các dự án đầu tư, thì chúng tôi thấy là sự ủng hộ cũng như là được cái sự hướng dẫn nhiệt tình, cũng như là được cái sự coi như tư vấn đấy, để làm cái thủ tục mà nhanh gọn. Nhờ có những giải pháp đúng đắn mà số dự án và số vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh Hòa Bình thực hiện đạt tỷ lệ cao, phần lớn đã đi vào sản xuất kinh doanh và có hiệu quả tốt, đóng góp vào ngân sách địa phương và giải quyết việc làm cho nhiều lao động.
Mình làm ở đây được 11 tháng rồi. Với môi trường làm việc thì chuyên nghiệp, đội ngũ cán bộ công nhân viên thì hết sức nhiệt tình cho công việc và chăm lo đời sống của anh em công nhân. Và mức thu nhập của chúng tôi thì cũng đảm bảo cho cuộc sống. Với những thành công đó, Hòa Bình sẽ dần cải thiện được chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và cũng là hành trang bước tiếp trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa nền kinh tế địa phương trong thời gian tới. Tiếp tục bản tin thời sự với những tin tức thuộc lĩnh vực xã hội, sáng nay Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Đà Nẵng đã tổ chức lễ kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam 15 tháng 10 1956, 15 tháng 10 2011 và trao giải thưởng Khi Tổ quốc cần cho 55 thanh niên tiêu biểu. Năm 2011 đánh dấu chặng đường 55 năm truyền thống vẻ vang của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, là năm được Đảng và Nhà nước chọn là năm thanh niên. Tiếp nối và phát huy truyền thống, thời gian qua, công tác hội và phong trào thanh niên thành phố Đà Nẵng đã gặt hái được nhiều kết quả quan trọng, luôn giữ vững thành tích là ngọn cờ đầu trong công tác hội và phong trào thanh niên cả nước. Nhân dịp này, 55 thanh niên tiêu biểu của thành phố đã vinh dự đón nhận giải thưởng Khi Tổ quốc cần. Đây là những cán bộ hội cơ sở có thành tích xuất sắc, góp phần đổi mới phương thức hoạt động của hội, có nhiều mô hình hoạt động sáng tạo, đoàn kết, tập hợp được đông đảo thanh niên. Trong những ngày qua, thanh niên thành phố Đà Nẵng thi đua sôi nổi lập thành tích chào mừng ngày truyền thống của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam với các hoạt động thiết thực bổ ích như Đại hội Thầy thuốc trẻ thành phố, Ngày hội Kỹ năng thanh niên, chương trình nghệ thuật Khát vọng trẻ, Tổ quốc nhìn ra biển và Ngày hội Thanh niên hành động vì môi trường. Trong số những người con của quê hương Nghệ Tĩnh gia nhập đoàn tàu không số năm xưa, có một người đã có mặt đầu tiên và cũng là người rời tàu cuối cùng, đó là cựu chiến binh Nguyễn Đình Xin, chiến sĩ báo vụ kiêm quân y của đoàn tàu không số. Trong những ngày kỷ niệm đầy ý nghĩa này, chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng gặp lại người cựu chiến binh đoàn tàu không số năm xưa. Ngày 5 tháng 8 năm 1964, ngày Mỹ ném bom vào miền Bắc và đó cũng là trận đầu Mỹ đánh Hải quân Việt Nam. Ông Nguyễn Đình Xin gia nhập đoàn tàu không số, lên đường làm nhiệm vụ vào bến Vàm Lũng, Cà Mau, rồi đi Cồn Hải gần đất liền thuộc vùng biển của ta. Ta đóng 9 chiếc ở xưởng đóng tàu 3, tức là xưởng đóng tàu Tam Bạc, đi đầu tiên là thành công rực rỡ. Có những đợt là 1,5 tháng là đi 2 chuyến, còn sau đó là đặt cho bạn là đóng 10 chiếc như này nữa. Thì đầu tiên là đóng 10 chiếc một loại một dạng, nhưng sau đó từ 6 sự kiện vùng rô khó khăn cho nên ta đóng sửa thêm, cải tạo lại cabin và mũi để thành tàu buôn, cái tàu cá, thì ta tiếp tục đi thành công. Giờ đây ông không nhớ nổi mình đã đi bao nhiêu chuyến tàu không số, bởi hết chuyến này sang chuyến khác, hết tàu gỗ lại sang tàu sắt, tàu cao tốc. Mỗi ngày lênh đênh trên biển là những ngày phải đối mặt với địch, mong manh giữa sự sống và cái chết chỉ trong gang tấc. Những chuyến đi như thế kéo dài 2-3 tháng trời. Điều đặc biệt, những chiến sĩ tham gia trên đoàn tàu không số không có một trường hợp nào dao động tư tưởng. Tất cả đều rất kiên trung, ý chí vững vàng, chiến đấu dũng cảm cho miền Nam thân yêu. Niềm tự hào nhất của bác nói riêng và các đồng chí dưới tàu của 125 nói chung là phải nói là tính kiên định và lập trường lúc bây giờ rất là cao. Nói cách khác là tính nhân văn của một cán bộ chiến sĩ quân đội nhân dân lúc nào giữ vững được, cho nên mỗi lần đi là thề quyết tử để Tổ quốc quyết sinh. Những tấm huân huy chương này đã thấm máu của đồng đội. Với ông, đó là kỳ vật, là máu, là gia tài.